Rồi con mở mô tô lên, con mở lên, mở xe lên. Con nhấn, con để tay đây nè, ngay đây nè. Con để tay xích lên, rồi nhấn xuống. Con để tay ngay đây nè, rồi con nhấn lên, nhấn lên, nhấn lên, đẩy lên. Con để tay ngay đây, đẩy lên, đúng rồi, rồi đó con chạy đi. Rồi, quay ra đây, dừng lại, quay xe nhé. Quay xe ra đây nè con. Quay xe lại, cái đây nè, ba mở cửa nè. Dừng xe lại. Ba mở cửa nè, quay xe lại. Đúng rồi, quay xe lại, đó, đúng rồi. Rồi, chạy ra đây. Rồi dừng lại ba mấy dép cái con dừng xe lại. Bác kêu con dừng xe lại mà không dừng xe lại đi, mấy dép vô. Khỏi cho đi chơi luôn ạ. Kêu dừng lại mà không dừng lại ha. Nhân mặt cho ba ha. Đây nữa, chừng bên đây nữa. Rồi ra đón mẹ tiền nha. Nên chạy xe ra đóng lại tiền vô nha. Rồi con chạy đi. Con chạy đi. Đi chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Nhấn lên. Nhấn nút. Nhấn ở trên á. Để tay đây nè. Con để tay đây nè. Đẩy lên ba. Đẩy xuống. Đẩy lên ba. Đẩy lên hướng ba. Đẩy xuống. Để tay lên đây. Đẩy lên đây. Đẩy lên. Đó. Đó chạy tiền đó. Quay đầu vô sáng con ơi. Quay xe về ăn sáng. Lấy tiền về rồi. đi vòng cái này rồi về nha con, đi một vòng rồi mình về ăn sáng nha. Ơi này, đi xuống mua kim chi cho mẹ tiền nè. Đi vô mua kim chi cho mẹ tiền không? Đi xuống thằng ga thang máy mua kim chi cho mẹ tiền nè. Đi không tiền? Ba đi ạ. Đi ga thang máy. Chạy qua con, nhanh lên. Bà khen con giỏi đó, đúng gì không? Đi, nhanh lên, bay xuống à, xuống thang máy nha. Thang máy tới rồi nè. Ghé đây nhanh lên. Tới kìa, thang máy tới kìa, con chạy ra đây nhanh lên. Đạp lên. Ừ. Đạp nhanh lên. Bà lau nhẹ cái đâu gì đâu. Nhanh lên. Thang máy tới rồi Tiên ơi. Bây giờ thang máy à. Tiên ơi, bây giờ thang máy à nha. Tiên. Bây giờ thang máy nha. Chạy tới, đạp tới. Đạp xe tới. Ừ. Chạy lên đây. Chạy lại, đạp xe tới. Nè, tới thang máy này, vô thang máy con. Vô thang máy, né bà nè. Ừ, vô thang máy. Rồi, đi vô thang máy, vô. Vô thang máy, nhanh lên. Đi vô, nhanh lên.
Ừ, nhanh lên. Rồi núp bà, ở núp bà, rồi xong. Nó phải có kỹ thuật cho chị đó, nối tóc này. Bà đâu có gì đâu mà không sợ. Nối tóc của Dũng, nối tóc của ta là phải có tẹo mà làm nghề. Cái tiệm này mới chuyên làm. Ở đâu rồi chị? Ngay chung cư Phú Mỹ này. Đường đường số 7, ngay trước chung cư Phú Mỹ. Chưa tới nhà. Thấy nhiều người nối đẹp lắm. Hàn Quốc á. Người ta nối quá trời luôn. Rồi đạp xe đi lên cho anh. Ê đụng kìa, quẹo quá. Không có. Tin ơi. Tin này, Tin đây. Tin quẹo đây nè, vô đây nè, tin ơi. Tin vô. Chạy lên. Rồi lên đây nè, mua kim chi cho mẹ tiền nè. Lên đây. Tin. Lên đây mua kim chi cho mẹ tiền nè. Cầm tiền giùm ba đi. Cầm tiền với thẻ giùm ba đi. Cầm thẻ giùm ba nha. Ba lựa kim chi mẹ tiền nha. Không. Ừ. Không. Ừ, ba lựa kim chi mẹ tiền nha. Không. Con cầm giùm ba đi. Ba lựa kim chi cho mẹ tiền chứ. Ờ, để ba lựa kim chi mẹ tiền cái. 16 tháng 12 16 tháng. Chuối. Chuối. Ờ, chuối, con ăn chuối nha. Mẹ tiền mua cho con rồi. Ờ, con cầm giùm ba cái đi đi ba. Ba lựa kim chi mẹ tiền cái. Rồi cái này được nè. Ok, Tin. Rồi đưa cho ba cầm đấy. Tin, đưa ba cầm. Đưa cho ba cầm. Rồi cái nữa. Rồi. Đi là tính tiền. Đi. Rồi tính tiền con cầm hộp hủ kim chi giùm ba. Cầm hũ kim chi giùm ba lại tính tiền. Rồi, cầm nó đây. Con chạy xe không? Con đi xe không? Để ba cầm cho con chạy xe nha, chạy xe lại tính tiền nha. Rồi lên xe đi con, lên xe. Rồi đi theo ba nha, chạy theo ba nha. Ê, quẹo qua đây. Ừ. Cái gì con chỉ gì? Trái dừa ha. Ừ, trái dừa. Rồi đi, quẹo qua.
gì con? Cái cam. Trái này trái gì? Cam. Cam. Cái này trái gì? Táo. Trái táo. Trái này trái gì? Cam. Trái này trái gì? Trái này cam nha. Rồi, khoái chị trái cam ha. Ờ gà. Trời ơi, cái này học gà nha. Trời ơi, gà ba đâu biết đâu. Học gà. Đi con, đi qua đây tính tiền. Đi. Cái này trái gì? Chuối. Chuối. Ờ, đi. Ở đây nè. Chải. Quẹo đây. Quẹo đây. Nè ba tính tiền nè. Để tính tiền nè. Tính tiền nha. Cẩn thận. 55.000 này con, đưa tiền cho cô nè. 55.000. Không. 50. Sáu chục. Nhiều. Được tặng nha. Để ba tính tiền cái. Rồi đi về nha con. Đi. Để ba giúp tin nha. Chạy sắp tới cho ba kéo cửa ra con. Rồi ba đi xuống đi con, cái này cao lắm, xe xuống được không, cao lắm nha, đó, cao lắm, rồi, xong, rồi chạy về, đi đường này về, đi nãy ba về, đi tín ơi, thôi đường này nắng quá Tin ơi, đi về đường cũ với Tin ơi. Đường ngoài đó nắng lắm. Đi về đường cũ nè con. Đi. Đi. Ra đây. Đi. Để ba nè. Chạy. Đạp đi con. Cái chân đụng kìa, quẹo quá, vé lại, dướng cái ghế kìa, Tin, dướng cái ghế kìa, buông chân ra, đừng đạp nữa, buông ra con, vé vậy, lái qua về nè, biết rồi, cái dù ha, rồi đi, về. Tin ơi, về. Tin, đi về. Tin à. Ba về nha. Ba về trước nha. Con về nữa nha. Đi, quay qua đây về nè. Con làm gì vậy? Con giỡn hả? Giỡn ba, đi về, mẹ tiện chợ. Mẹ tiền chợ ăn sáng nè, mua kim chi cho mẹ tiền nè, có chảy nước cho con nữa nè, đi về.
nhanh lên. Chạy nhanh lên con. Quẹo xe ra, bẻ xe ra. Xoay xe ra. Xin xoay xe ra. Xin giỡn nha. Xin giỡn mặt nha. Giỡn mặt nha, xoay xe ra. Đi về. Muốn chịu về ha. Quẹo quá nè, tên. Trời ơi, con quậy hoài vậy tên. Không chịu về hả tên? Úi trời, dính vậy nè, để ba sửa cho các. Quẹo cái, quẹo cái, đụng bây giờ, đụng tao bây giờ. Ừ, quẹo cái. Quẹo cái, quẹo cái, quẹo cái. Quẹo phải nè tin. Quẹo phải lên dốc nè. Anh nổi không? Nổi ba giúp chân ghé nha. Rồi chạy vô thang máy. Chạy vô thang máy. Rồi, tháng này con dừng lại tháng này nè. Tháng này nè. Nó đi xuống rồi nó lên tới mình ha. Chạy xíu. Nó lên bây giờ nè. Để nó lên nè. Đấy, tới kệ nó lên rồi kìa. Lên xe chạy hết. Một mình một cõi tiên trong đây luôn. Mình còn cởi tim trong đây luôn. Về nè con. Đạp xe về. Đạp xe về. Về ăn. Về đem về cho mẹ tiền nè. Tin. Em đợi về cho mẹ tiền nè. Đạp nhanh lên. Mẹ tiền chở kìa. Mẹ tiền kia kìa. Nhanh lên. Dừng lại. Rồi tháo dép ra. Nhìn ghê chưa ba? Ghê thiệt. Rồi quay đầu xe ra luôn. Quay đầu xe tắt máy luôn, tắt máy xe luôn. Rồi quay đầu xe đi con. Quay đầu xe ra. Ra mình ăn sáng rồi đi. Ăn sáng đi. Bye bye đi con, bye bye. Bye bye camera đi. Bye bye điện thoại đi tiên. Bye bye điện thoại đi. Bye bye như tay lên. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, hẹn gặp lại nha.